Xin chào quý khán giả, xin chào quý cô bác, anh chị cử tri. 9 tháng đầu năm, Tây Ninh xếp thứ 5 trên 64 tỉnh thành trong cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trong thời gian qua. Các công trình dự án quan trọng có tính chất kết nối vùng, nội tỉnh, liên tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội được Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Một số công trình dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó có nhiều dự án lớn có tính lan tỏa đã được triển khai thực hiện, từ đó đã góp phần quan trọng trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta. Tuy nhiên, các dự án đầu tư công trong thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn, đồng thời cũng dự báo là việc kế hoạch thực hiện đầu tư công trung hạn 2021-2025 sẽ còn gặp không ít khó khăn nữa. Trong tháng 9 năm 2022, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có các buổi khảo sát giám sát đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số địa phương về công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý chương trình Tiếng nói cử tri ghi nhận sau đợt giám sát vừa qua. Giai đoạn 2021-2025, phân bổ tổng mức vốn đầu tư công trên 23.745 tỷ đồng. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh ta được phân bổ vốn như sau. Tổng mức vốn nguồn ngân sách nhà nước được giao tỉnh Tây Ninh thực hiện trên 23.745 tỷ đồng. Mức vốn này tăng 49,6% so với giai đoạn trước. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương là trên 19.857 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn trung ương. Tổng số công trình dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 201 dự án, trong đó chỉ có 170 dự án khởi công mới. So với giai đoạn 2016-2020, giai đoạn này giảm 69 dự án để đảm bảo đầu tư tập trung cho các dự án trọng điểm, các dự án có tính lan tỏa, kết nối vùng, không đầu tư dàn trải. Nhìn chung, việc phân bổ vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được xây dựng có tăng nhiều so với trước, đảm bảo phù hợp dự kiến nguồn thu ngân sách của địa phương. Trong đó, tập trung ưu tiên phân bổ vốn để thực hiện và phát huy hiệu quả các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng của tỉnh, chương trình dự án kết nối có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh. Tổ thường xuyên tổ chức các cuộc họp rà soát, kiểm tra, đôn đốc, cho ý kiến, xử lý, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đơn vị nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân thực hiện dự án. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức các đoàn công tác làm việc với 9 trên 9 huyện, thị xã, thành phố để nắm tình hình thực tế, kịp thời đôn đốc chỉ đạo đề ra các giải pháp phương án xử lý dứt điểm các phát sinh vướng mắc trong thực hiện, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, trong đó có công tác xây dựng cơ bản. Riêng trong năm 2012, tổng vốn đầu tư công được giao là 4.165 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Tây Ninh dù chưa đạt kế hoạch Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, nhưng kết quả đạt được khá khả quan. 8 tháng chúng ta giải ngân được khoảng gần 67% kế hoạch của Thủ tướng, kế hoạch Hội đồng 57%. Thì theo đánh giá của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thì Tây Ninh cũng tiếp tục là tỉnh cũng giải ngân cao nhất, chúng ta đứng hàng thứ 5. Cả nước thì các đồng chí biết 7 tháng chỉ có khoảng 32-33% thôi, cả nước đó. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được khẩn trương triển khai ở tất cả các cấp, các ngành và từng bước đi vào nề nếp. Công tác quản lý triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công được quan tâm chỉ đạo và triển khai tích cực, nhất là các công trình dự án quan trọng có tính chất kết nối vùng, nội tỉnh, liên tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Các công trình dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, trong đó có nhiều dự án lớn có tính lan tỏa đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh ta. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh vẫn đang gặp không ít khó khăn.
Trong đó, khó khăn lớn nhất cũng là nguyên nhân phổ biến khiến nhiều dự án bị chậm tiến độ, đó là do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Ví dụ như dự án phát triển hạ tầng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu. Tại hạng mục nạo vét kết hợp làm đường giao thông nội đồng, 3 kênh tiêu T4B, T4B0, T4B3. Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu đã nhiều lần vận động nhưng người dân vẫn không đồng ý bàn giao mặt bằng nên không thể thi công. Đây cũng là khó khăn chung của nhiều dự án khác, nhất là các dự án liên quan đến xây dựng đường giao thông. Có những dự án chỉ có một hoặc một vài hộ dân không bàn giao mặt bằng, khiến dự án triển khai bị chậm, phải điều chỉnh nhiều lần. Dự án nâng cấp mở rộng DT782, DT784 cũng nằm trong trường hợp này. Thành viên đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp để giải phóng mặt bằng nhanh chóng để đảm bảo điều kiện thực hiện dự án, khắc phục tình trạng thi công gần xong lại bị vướng do có hộ dân không bàn giao mặt bằng. Tôi cho anh em Sở Tài nguyên Môi trường tính toán kỹ cái quy trình mà giải phóng mặt bằng từ lúc chúng ta có chủ trương đầu tư mà tới mà chi tiền để nhận bằng giao đó. Báo cáo chỉ là nếu mà đất ở là khoảng 285 ngày, hơn 9 tháng. Đất nông nghiệp là khoảng 195 ngày, hơn 6 tháng rưỡi. Mà nếu chúng ta thực hiện này đó, khi mà giao vốn xong 9 tháng sau chúng ta không có làm gì hết, không có giải ngân được thì Trung ương theo quy chế sẽ thu hồi vốn. Tại không giải ngân được đồng nào mà. Vừa làm vừa vận động dân thôi, vừa giải phóng mặt bằng còn không kịp nữa. Cái vấn đề thứ nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Cái thứ hai là các cái điều kiện để chuẩn bị triển xây dựng các cái dự án triển khai đầu tư. Tức là những cái vướng mắc chúng ta thấy rồi thì bây giờ phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp cho vấn đề giải phóng mặt bằng. Trước mắt, các cơ quan chức năng cần thực hiện công khai, minh bạch và đảm bảo tối đa quyền lợi của người dân. Vận động để người dân thấy được ý nghĩa của các dự án đối với sự phát triển chung, cũng như những lợi ích trực tiếp, gián tiếp mà người dân có được khi dự án hoàn thành. Thì lúc đầu thì cũng hơi bị lúng túng trong cái việc mà lấy cái giá ký trong hợp đồng được công chứng để làm cái giá gọi là xây dựng giá, hay là lấy cái giá đi khảo sát cái giá mà phỏng vấn theo đúng cái thông tư 36 thì rất là khó, vì cái giá thị trường này rất là biến động và không đủ thông tin. Sau đó thì ủy ban mới chỉ đạo và thống nhất là những dự án đầu tư thì áp dụng cái phương pháp hệ số so sánh để thực hiện cái giá, thì từ lúc có chủ trương đó tháo gỡ được một cái phần. Tuy nhiên hiện nay về tài chính đất từ trung ương đến cái hướng sửa luật đất đai sắp tới cũng còn đang rất là khó. Đề nghị ủy ban tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo và công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh. Trong đó thì có các cái đường mà đang triển khai, đó là đường 782, 784 rồi đường đất sét Bến Củi, để đảm bảo là các công trình này hoàn thành đúng tiến độ. Chúng ta đã điều chỉnh thời gian một lần rồi, nên là lần này phải quyết tâm là làm cho đúng tiến độ, đồng thời có phương án chuẩn bị chủ động để tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ cho phát triển cái đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Một Bài, đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Tây Ninh, và một số cái công trình dự án khác cũng còn đang phải triển khai, như là cái dự án thành Bảo Long Giang đó, rồi dự án hỗ trợ đầu tư phát triển rừng sản xuất huyện Tân Biên và các cái dự án khác mà trong cái danh mục, thì đề nghị là đoàn khảo sát, đoàn giám sát chúng ta tập hợp, chúng ta chuyển cho ủy ban để tập trung lãnh đạo. Thưa quý vị, những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là khó khăn chung của các tỉnh thành trong cả nước đối với công tác xây dựng và thực hiện dự án đầu tư công. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu xây dựng và trình cấp thẩm quyền ban hành cơ chế đặc thù về công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện tại Tây Ninh. Ngoài ra, các dự án đầu tư công còn đang gặp một số khó khăn khác đang cần được nhanh chóng tháo gỡ. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Có một số các dự án chậm tiến độ cũng có gây nhiều ảnh hưởng đến cái tỷ lệ chung trong cái giải ngân, nhất là vấn đề giá cả vật tư xăng dầu, hay là cái việc mà công bố giá của Bộ Xây dựng để điều chỉnh giá thì cũng chưa được triển khai, hay là cái vấn đề về mà nhất là các dự án về giao thông, khi mà chúng ta tiếp cận đấu thầu với các cái mỏ đất gần khu vực, thì khi mà những chủ đầu tư mà không trúng thầu mà có mỏ đất
thì lại họ không bán, họ chỉ là cặp găm giá, kiềm giá làm cho các nhà đầu khác khi chúng thì tiếp cận với các cái đất này không bảo đảm, dẫn đến tình trạng các dự án giao thông chúng ta hiện nay là thiếu cái nguồn đất. Ủy ban cũng đã giao cho Sở Tài nguyên Môi trường thành lập cái đoàn thanh tra đi kiểm tra tất cả các cái dự án mà khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh. Trước hết là xác định cái nhu cầu sử dụng các vật liệu xây dựng cho công trình. Ví dụ đất nè, đất san lấp nè, cát, sỏi. Thì cho Sở Tài nguyên Môi trường thành lập đoàn kiểm tra. Rồi cái việc mà khai thác của các chủ mỏ có khai thác đúng giấy phép không, hay là các anh tạm dừng để găm hàng dân dân, để chúng ta sẽ gọi là tổng kiểm tra vấn đề mà khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh. Ngoài khó khăn về giá và nguồn cung vật liệu xây dựng, đoàn giám sát còn nhận thấy nhiều dự án gặp khó khăn do công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng vẫn còn chậm. Nhiều dự án thuộc danh mục chuẩn bị đầu tư chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư. Có trường hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C, nhưng thời gian thực hiện quá 3 năm nên phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư dự án theo quy định. Đoàn giám sát đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công. Từng cấp, từng ngành tập trung rà soát lại các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, rà soát xử lý và giải quyết kịp thời các vướng mắc khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án đang bị chậm và xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công và thực hiện dự án. Có biện pháp xử lý đối với những trường hợp đầu tư không hiệu quả, gây lãng phí và các trường hợp chuyển nguồn vốn đầu tư chậm quyết toán do nguyên nhân chủ quan, kiên quyết xử lý đúng quy định các trường hợp vi phạm hợp đồng, đặc biệt là không để phát sinh khối lượng làm tăng tổng mức đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình dự án sau đầu tư, có giải pháp hiệu quả trong việc huy động và phát huy vai trò trách nhiệm giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định pháp luật và kịp thời khắc phục đối với những cái dự án là chưa đưa vào khai thác, chưa phát huy được hiệu quả. Thưa quý vị, sau giám sát, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiệm vụ giải pháp của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, tạo tiền đề khôi phục phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và kế hoạch đầu tư công trung hạn của địa phương nói riêng. Trong đó, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan trong quản lý hoạt động đầu tư công, chống lãng phí như chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Tâm. Cử tri của tỉnh cũng mong Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ có những giải pháp khắc phục các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, có giải pháp khắc phục việc thiếu đất san lấp trong thi công các dự án, đồng thời tiếp tục quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và đạt nhiều kết quả khả quan hơn nữa trong công tác giải ngân. Xin nhắc lại, Tây Ninh là một trong 5 tỉnh dẫn đầu về tỷ lệ giải ngân năm 2022 tính đến thời điểm này. Thưa cô bác, anh chị cử tri, thời lượng của chương trình Tiếng Nói Cử Tri đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.